Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay vùng hội tụ gió trên mực 1.500 đến 3.000m đang được hình thành trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Dự báo trong đêm nay và rạng sáng mai 29 tháng 9, ở đây sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tiếp đó, từ khoảng ngày 30 tháng 9, một khối không khí lạnh từ phía Bắc sẽ di chuyển xuống nước ta và nó sẽ tiếp tục gây mưa cho khu vực vùng núi và sau đó thì mở rộng ra toàn Bắc Bộ. Cùng với mưa, nền nhiệt Bắc Bộ sẽ giảm hẳn. Mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng chỉ từ 20 cho tới 23 độ, trời lạnh, có nơi trời rét. Ban ngày mức nhiệt cũng chỉ xung quanh ngưỡng 26 tới 29 độ. Với Trung Bộ, trong 2 ngày tới, thời tiết vẫn chủ đạo là tạnh ráo, oi bức, với mức nhiệt trên toàn khu vực phổ biến là 32 cho tới 34 độ, có nơi còn nắng nóng trên 35 độ. Sau đó cũng từ chiều tối 30 tháng 9 sang ngày 1 tháng 10, khối không khí lạnh sẽ di chuyển xuống và mang đến mưa dông cho khu vực Bắc Trung Bộ. Vùng mưa dần mở rộng và dịch chuyển xuống Trung Trung Bộ trong 2 ngày tiếp theo. Và cùng với mưa, nền nhiệt trên các khu vực này cũng sẽ giảm dần từ 2 cho tới 4 độ. Còn ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới sẽ có mưa tăng trở lại do hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Thời gian mưa vẫn chủ yếu tập trung về chiều và tối. Ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ từ 31 cho tới 34 độ tại Nam Bộ và từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trong 2 ngày tới phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, cường độ gió ở mức cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Bản tin thời tiết cuối ngày 28 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.